Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 88 Studio và lại là mình Cận đây. Như vậy là cũng đâu đó khoảng tầm 3 năm kể từ khi mà Gearbyte họ chính thức mang những cái dòng laptop gaming của họ bán chính hãng tại Việt Nam rồi. Và 3 năm thì không phải là một khoảng thời gian nó quá ngắn, tuy nhiên thì vẫn chưa đủ cái khoảng thời gian để cho những cái dòng laptop gaming Gearbyte G5 của họ trở thành cái lựa chọn ưu tiên số 1 ở trong tầm giá. Trong khi đó thì những cái dòng gaming tốt hơn như là Aorus hay là dòng Aero chuyên cho creator ấy thì lại có mức giá cao và đang không dễ tiếp cận đối với lại đại phần đông mọi người. Thì hiện tại Aorus đã có một cái phiên bản cấu hình rất tốt ở một cái mức giá rất ngon và dễ tiếp cận người dùng hơn rất nhiều, đắt hơn Gearbyte G5 chỉ đâu đó khoảng 1 triệu mà thôi. Thế thì với cái mức giá nó ngon như thế, chỉ tầm từ 21 triệu đến 22 triệu thì liệu rằng là cái phiên bản Aorus này chúng ta có phải đánh đổi quá nhiều thứ hay không, và đây có phải là một cái lựa chọn ngon nếu như mà so sánh với các đối thủ khác ở trong cùng tầm giá hay không, thì hãy cùng với mình tìm hiểu ngay sau phần intro nhá. Và ngay bên cạnh đây thì các bạn cũng thấy rồi, đây chính là chiếc Gearbyte Aorus 15 BMF. Câu chuyện là có vẻ đánh đổi gì hay không thì chắc chắn là với một cái tầm giá tốt như thế này, chỉ khoảng tầm 22 triệu thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có đánh đổi. Nhưng mình muốn nói đến những cái sự đánh đổi ở phần sau, tại vì ấn tượng đầu tiên của mình khi mà cầm chiếc máy này ấy, đó là nó có quá nhiều thứ nổi bật và ngon nếu như chúng ta so với tất cả những chiếc laptop gaming khác ở trong cùng tầm giá của nó. Thế thì cụ thể đó là những cái gì? Hãy đi với mình từ những cái đầu tiên trước nhá. So với hầu hết các laptop gaming ở trong khoảng giá từ 20 cho đến là 22, 23 triệu ấy, thì nếu như chúng ta được trang bị RTX 4000 thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng lại những cái CPU đến từ thế hệ thứ 12, chứ ít khi mà có được cái dòng CPU mới nhất đến từ thế hệ thứ 13. Mà cái dòng CPU 12 đấy có khi sẽ là còn những cái dòng mà 6 nhân hoặc là 8 nhân 12 luồng, chứ không hoàn toàn là những cái dòng 12 nhân 16 luồng. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đang có 13.500H, gần như là cao nhất ở trong cái tầm giá này khi mà đi kèm với lại RTX 4000 rồi. Và cái phiên bản RTX 4000 của Aorus 15 ấy thì nó cũng có cái mức TDP lên đến tối đa là 140W luôn. Thật ra mình thấy là gần như là chẳng có mẫu laptop nào sử dụng 4000 mà nó ăn được lên đến 140W cả, mà nó chỉ dừng lại mức đâu đấy tầm từ 105 đến 110 là nó đã không ăn thêm nữa rồi. Nhưng với việc là Gearbyte họ đưa vào đây một cái thông số có cái mức TDP cao như vậy thì chứng tỏ là họ đang rất tự tin về cái hệ thống tản nhiệt của chiếc Aorus 15 này, và mình khẳng định với các bạn luôn là họ tự tin hoàn toàn là có cơ sở. Mặc dù là thân hình của máy thì chỉ có độ dày đâu đấy khoảng độ 2cm thôi, tức là còn mỏng hơn cả Nitro, Legend hay là IdeaPad Gaming 3 ấy, nhưng khả năng tản nhiệt của máy thì lại thực sự khiến cho mình bị ấn tượng. Khi mà mình chơi game thì dù là game nặng hay là game nhẹ thì nhiệt độ của cả CPU và GPU sẽ luôn nằm ở dưới ngưỡng là 80 độ và tiếng quạt của nó thì cũng không hề ồn nào một tí nào nếu như phải so với những IdeaPad Gaming 3 hay là Nitro 5 ở trong cùng mức giá này. Chỉ duy nhất khi mình đưa cái chế độ hiệu năng lên cái mức turbo ấy, lúc này thì CPU nó sẽ ăn điện một cách thoải mái hơn nhiều, thì chúng ta mới có thấy hiện tượng đấy là CPU nó nóng lên trên quá 80 độ. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn là cũng không cần thiết phải bật lên turbo đâu, tại vì nếu như mà bật turbo so với lại cái chế độ performance hoặc là gaming thông thường ấy, FPS nó không tăng được thêm là bao nhiêu cả, mà nó chỉ nóng máy hơn thôi. Mà nhắc đến cái phần chỉnh chế độ hiệu năng thì mình cũng sẽ cộng thêm một cái điểm rất là đáng khen dành cho cái dòng Aorus năm nay, đó là cái phần mềm Gearbyte Control Center. Nó đã từ bỏ cái giao diện nhàm chán, cũ, khó dùng và rất thiếu trực quan ở trên những cái dòng Gearbyte trước đây mình cầm, để thay vào đó là một cái giao diện hoàn toàn mới. Nó đẹp hơn, nó nhiều tính năng hơn, nó đầy đủ hơn, nó trực quan và nó dễ sử dụng cũng như là dễ làm quen hơn rất là nhiều so với cái phần mềm cũ trước đây. Sau khi mà có chơi game cũng như là thực hiện một số những công việc hàng ngày thì cảm giác như là chỉ trừ cái con Predator Neo 16 ra thôi ấy, thì Aorus 15 BMF nó đang cho mình một cái sự vượt trội về mặt hiệu năng so với tất cả những đối thủ khác ở trong cùng tầm giá này. Ưu điểm nổi bật thứ hai đó chính là về thiết kế cũng như là hoàn thiện của máy. Xét riêng về phần thiết kế thì cá nhân mình thấy đây chính là chiếc laptop gaming có cái thiết kế đẹp nhất ở trong cái tầm giá này. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó vừa đủ cái chất gaming mà nó lại không quá là bị hầm hố và lè lẹt. Để dễ hình dung nhất thì các bạn cứ tưởng tượng là chiếc laptop này nó sẽ tương đối giống với lại chiếc Roger Strix G15, nhưng chúng ta sẽ lược bỏ bớt đi phần đèn LED và cái phần khung gầm thì nó sẽ được
sử dụng là bằng kim loại chứ không chỉ là hoàn toàn bằng nhựa như là Switch G15 nữa. Cảm giác là độ hoàn thiện của Gearbox Aorus 15 nó sẽ tương đương với cả những cái dòng Legend 5 luôn chứ không chỉ là tương đương với Nitro hay là những cái dòng laptop ở trong cùng tầm giá nữa đâu. Và cái phần mình thích nhất trong thiết kế và hoàn thiện của Aorus đó chính là ở phần logo. Logo của Aorus thì sẽ là đầu của chim ưng, nhưng mà cá nhân mình nhìn thì nó gợi lại cái tuổi thơ ngày xưa của mình rất là nhiều, khi mà mình trông nó cực kỳ giống với lại cái phim siêu nhân Gao ngày xưa mình xem ấy, như kiểu đầu của siêu nhân vàng ấy. Đại bàng túng cánh, Gao vàng. Ngoài ra thì Aorus 15 cũng được Gearbox cho thêm vào đây rất nhiều những cái trang bị phải nói là rất là hiếm có, khó tìm ở trên kể cả những cái dòng laptop gaming cao tiền hơn, chứ đừng có nói là trong những cái dòng laptop gaming ở trong cùng tầm giá. Đầu tiên thì sẽ phải kể đến đó chính là cái cảm biến hồng ngoại, giúp các bạn có thể sử dụng cái tính năng đó là mở khóa bằng khuôn mặt Video Hello ấy. Cái tính năng này thì sẽ là một cái tính năng thường thấy ở trên những cái mẫu Ultrabook cao cấp hoặc là một vài những cái mẫu laptop gaming mỏng nhẹ có thiên hướng sử dụng dành cho creator thôi. Chứ còn ở trên những cái dòng laptop gaming khác thì mình thấy là cũng gần như không có chiếc laptop nào được trang bị những cái tính năng này. Thứ hai nữa đó là cổng kết nối ở trên chiếc Aorus 15 này thì nó nhiều và đa dạng một cách kinh khủng khiếp luôn. Chúng ta sẽ có rất đầy đủ các loại cổng từ USB-A, USB-C, cổng mạng LAN và ở ngay phần sau đây thôi thì thậm chí là chúng ta có đến tận 3 cổng đều có thể xuất ra màn hình rồi. Đó là HDMI này, DisplayPort và một cổng Thunderbolt 4 cũng có tích hợp DisplayPort luôn. Việc trang bị số cổng kết nối nhiều và đa dạng như thế này thì nó sẽ cực kỳ tiện lợi và thích hợp cho bạn nào thường xuyên sử dụng những cái thiết bị ngoại vi rời giống như mình. Và một điểm đặc biệt hiếm có khó tìm cuối cùng nữa đó là Gearbox hào phóng cho Aorus 15 một cái viên pin lên đến là 99Wh. Cho thời lượng sử dụng thực tế mình đã có đo một cách thực tế luôn là từ 4 cho đến là 5 tiếng sử dụng liên tục. Đây là một khoảng thời gian trụ được pin lâu hơn tương đối so với lại tất cả những mẫu laptop gaming khác ở trong cùng tầm giá. Khi mà thông thường thì đối với laptop gaming chúng ta sẽ chỉ có thời lượng pin là từ 2 cho đến 3, cao lắm 4 tiếng đã là rất ngon rồi. Vậy qua những cái điểm mạnh mà mình vừa mới kể ra ở trên thì các bạn hoàn toàn đã có thể thấy được rằng là ở trong cùng một tầm giá này, nếu như chúng ta đem so sánh với những cái dòng laptop gaming khác ấy thì Aorus 15 BMF nó sẽ không chỉ có lợi thế về mặt cấu hình và hiệu năng đâu, mà kể cả những cái trang bị đi kèm của chiếc laptop này thì cũng là những cái thứ rất là nổi bật và hiếm thấy, ít khi được trang bị trên những cái dòng laptop gaming khác. Xét trên phương diện là một chiếc laptop gaming đáp ứng đơn thuần cho nhu cầu là chơi game và giải trí thì Aorus 15 BMF mình đánh giá là nó đang giải quyết được toàn diện cái nhu cầu của chúng ta ở trong tầm giá này. Nhưng mà hơi đáng tiếc rằng là khi mà Gearbox họ muốn cái dòng Aorus của mình nó tập trung hoàn toàn cho nhu cầu gaming, đồng thời đem lại cho người dùng một cái mức giá rất tốt ấy, thì họ cũng đã lược đi một vài cái yếu tố mà theo như mình thấy thì nếu như chúng ta so với những cái dòng Aorus ở các năm trước ấy thì những yếu tố này nó khá là đáng kể đấy. Thì cái đầu tiên phải kể đến đó chính là về phần màn hình. Thì thông thường với một cái mức giá tương đối cao ở những năm trước thì Aorus sẽ thường được trang bị những option màn hình có thông số tương đối là khủng. Không chỉ đơn thuần là màn đẹp mà chúng ta sẽ có thể có được những cái mức tần số quét rất là cao như là 180Hz hay thậm chí là đã có những cái phiên bản nó lên đến là tầm 360Hz rồi. Nhưng mà với một cái mức giá rất rẻ như thế này này thì Aorus 15 BMF sẽ chỉ được trang bị một cái tấm nền 144Hz và phổ màu trung bình, độ sáng thì cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức là 250 nits mà thôi. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là đa phần những cái laptop ở trong tầm giá này ấy, thì nó cũng sẽ không có đi kèm với những cái trang bị về tấm nền nó quá là nổi trội. Thế nên mình nghĩ đây cũng sẽ không phải là một cái điểm trừ gì nó quá là bất lợi dành cho Aorus khi mà cạnh tranh với những đối thủ khác ở trong cùng tầm giá. Chỉ là so với Aorus của năm trước thì nó không được tốt bằng mà thôi. Điểm mà chúng ta phải đánh đổi thứ hai nữa đó là về bàn phím cũng như là touchpad của máy. Bàn phím của Aorus 15 thì được những anh em đồng nghiệp bên nước ngoài khá là khen, nhưng mà mình thì lại không có cùng quan điểm này. Với mình thì đây chỉ là một cái bàn phím mang đến một cái cảm giác gõ ở mức độ là trung bình mà thôi. Phản hồi phím thì ổn, nhưng mà hành trình phím thì lại hơi nông, khiến cho cái cảm giác trải nghiệm tổng thể của mình với phần bàn phím của Aorus 15 là không có gì nổi bật so với lại những đối thủ khác. Mà thậm chí nhá, nếu như chúng ta phải so với những Acer Nitro 5 hay là Ideal Gaming 3 thì mình thấy là Aorus 15 nó còn có phần gọi là thua thiệt hơn về trải nghiệm gõ cơ. Còn touchpad thì thật sự là một cú lừa rất là lớn với mình các bạn ạ. Touchpad của Aorus 15 được phủ kính cho chúng ta một cảm giác di tay nó rất là mượt, nó rất là mịn, nó rất là sướng tay. Nhưng mà đến cái phần click ấy thì touchpad của Aorus 15 nó lại làm rất là cứng, khiến cho từ đó trải nghiệm của mình nó bắt đầu trở nên khó chịu và không còn chính xác nữa.
Có lẽ là bản thân Gigabyte biết rằng là không có ai chơi game bằng touchpad hết, thế nên là họ chỉ trang bị vào đây để cho một ngày đẹp trời ở đấy mà không may chúng ta quên chuột đấy thì chúng ta vẫn có cái để sử dụng laptop của mình mà thôi. Mà sau khi nói như vậy thì có lẽ là các bạn cũng phần nào đoán ra được cái ý đồ của Gigabyte rồi đúng không? Họ sẽ cắt giảm tất cả những yếu tố nào không ảnh hưởng quá nhiều hoặc là không ảnh hưởng trực tiếp đến cái trải nghiệm gaming của chúng ta, từ đó đưa cái dòng Aorus xuống một cái mức giá của những cái dòng laptop gaming phổ thông. Đồng ý rằng là bản thân Gigabyte khi mà chưa trở thành một cái thương hiệu laptop gaming quá là phổ biến tại Việt Nam thì làm như thế này phần nào sẽ khiến cho họ thiệt thòi trong cái phần nhận diện thương hiệu nếu như phải đi so với những hãng laptop gaming khác. Nhưng đứng trên phương diện người dùng thì chúng ta lại đang có một chiếc laptop gaming xuất hiện ở tầm giá của laptop gaming phổ thông với những trang bị phải nói là vượt qua cả tầm giá của mình. Thế còn các bạn có đánh giá Aorus 15 ở trong cái mức giá này là một cái lựa chọn nó rất là ngon hay không? Hay là các bạn có đánh giá như thế nào về những cái dòng laptop gaming nói chung đến từ nhà Gigabyte thì hoàn toàn có thể để cho mình những cái comment trao đổi bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì mình là Minh Cận và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ 88 Studio.